Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 37 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc giải tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 37 ngay sau đây. Mục sư huynh, huynh thật sự là âm hồn bất tán mà. Lại nói, lúc bây giờ, Diệp Húc lộ ra vẻ mặt cảnh giác, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thế nhưng không phát hiện ra tung tích của người khác. Hắn thoáng yên tâm rồi mỉm cười. Mục huynh, một mình ngươi cũng dám đuổi giết ta hay sao? Mục Thiết Sơn đang muốn nói chuyện, đã thấy Triệu Trưởng Phong từ trong cốc bay ra, vẻ mặt đầy máu, hung hăng nhìn hắn, lạnh lùng mà nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám can đảm đắc tội khai dân tông ta sao? Ngươi chán sống ư? Mục Thiết Sơn thản nhiên nước mắt nhìn hắn, cười lạnh. Quỷ Vương Tông, Mục Thiết Sơn, có tư cách đắc tội khai dương tông của ngươi không? Triệu Thường Phong trong lòng chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp đảm. Hắn đang định bỏ thêm vài câu thì một lão già vội vàng ôm lấy hắn, lao ra bên ngoài cốc, nhỏ giọng mà nói. Thiếu chủ, Mục Thiết Sơn là đệ tử thiên tài của Quỷ Vương Tông, hiện giờ tu vi đã là hỗn nguyên kỳ rồi, chúng ta vẫn là không thể thắng nổi, chạy đi còn hơn. Triệu Trường Phong cũng nghe qua uy danh của Mục Thiết Sơn, biết hắn lòng lang dạ sói, là một cao thủ ma đạo trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc. Hắn tu luyện Thiên Quỷ Pháp Tướng cùng Quỷ Vương Bất Diệt Đại Pháp, có không biết bao nhiêu người chết trong tay của hắn, uy danh hiển hách là trong chém giết mà ra. Loại người như hắn căn bản không có tư cách để nói chuyện trước mặt Mục Thiết Sơn. Nếu chọc giận Mục Thiết Sơn, chỉ sợ một cái phất tay của hắn đã làm thịt được hắn rồi. Một đám người cuống quýt rời khỏi, Mục Thiết Sơn hung danh lan xa, những người này căn bản là không dám đụng thủ với hắn. Diệp Húc trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ cực kỳ. Hắn cảm thán nói. Ồ, Mục huynh, huynh thật là ghê gớm, không ngờ có thể dọa lui được đám người này. Người chết trên tay của ta cũng không ít hơn Mục huynh là mấy đâu. Thế nhưng những người này cứ hô to gọi nhỏ, ầm ĩ mãi với ta như vậy. Mục Thiết Sơn trên mặt đầy ý cười nói. Diệp đà chủ, nếu sống lâu thêm 2 năm nữa, bọn họ nhất định sẽ nghe thấy uy danh của Diệp đà chủ thôi. Nghe thấy là vỡ mật kìa. Đáng tiếc Diệp đà chủ tuổi còn trẻ, một bộ dạng chết yếu, không biết còn sống được bao nhiêu lâu nữa đây. Trên đỉnh đầu của hắn trường hà cuồn cuộn, đây là chân nguyên lực tạo ra sát khí đậm đặc. Giờ một tiếng, một đầu quỷ vương da xanh, 4 đầu 8 tay từ trong trường hà nhảy ra, ngửa mặt lên trời giống giận. Sau đó lại có một quỷ vương nhảy ra, hung thần ác sát. Tu vi của hắn hiển nhiên lại có tinh tiến, còn thâm hậu hơn xa lúc mới đuổi giết Diệp Húc. Không thể ngờ được rằng có thể tiến hóa ra 2 con quỷ vương, thấp nhất cũng đạt tới hạng nguyệt kỳ ngũ phẩm. Khó trách dám một mình đuổi giết Diệp Húc như vậy. Diệp Húc không chút sợ hãi. Mục Thiết Sơn tu vi có tăng trưởng, nhưng tiến bộ của hắn còn lớn hơn. Mục Thiết Sơn hiện giờ ở trước mặt hắn đã không còn chiếm thế thượng phong nữa. Hôm nay thực sự là ngày may mắn của ta, sau khi giết Diệp đà chủ, không ngờ còn đạt được một điều linh bạch kìa. Mục Thiết Sơn cũng chú ý ở dưới ngọc đài, trong mắt lộ ra vài phần cuồng nhiệt. Hắn cười ha ha. Bất kể là nhục thân Diệp Húc hay là thiết huyết chính kỳ bên trong ngọc lâu của hắn, hay chính là tiền thưởng của hạ gia, hoặc là điều linh mạch ở dưới đáy thâm cốc kia, đều là những bảo vật hiếm thấy, làm cho người ta đỏ mắt không ngừng. Nhất là một điều linh mạch này, chỉ cần thu vào trong ngọc lâu, Mục Thiết Sơn liền có thể vừa tầm bảo, vừa du lịch, lại vừa có thể tu luyện. Tốc độ sẽ hơn xa với bình thường, bởi vậy mấy thứ này hắn nhất định phải lấy được vào tay. Diệp đà chủ, để ta tiễn ngươi quy thiên. Chân nguyên trường hà trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên lại có một bóng người nhảy ra. Người này đỉnh đầu không ngờ cũng có một đạo trường hà. Bên trong trường hà là một cái chuông vàng đang chậm rãi ngưng tụ. Đoang đoang, tiếng chuông vang lên thấu trận trời xanh. Diệp Húc trong lòng rùng mình. Cao thủ tránh bên trong chân nguyên của Mục Thiết Sơn không ngờ lại là Tiêu Trường Thanh của Thiên Âm Tông. Lúc này Tiêu Trường Thanh vẻ mặt như gỗ, hành động cứng ngắc như một khối tử thi. Tuy rằng tu vi còn tồn tại, nhưng ánh mắt đã vô thần, rõ ràng là đã chết không biết bao lâu rồi. Sao? Tiêu Trường Thanh chết rồi sao? Diệp Húc thất thanh nói. Mục Thiết Sơn đắc ý vô cùng, hắn cười nói. Diệp đà chủ,
Ta tinh thông ngũ quỷ sư hồn đại pháp, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy tung tích của ngươi được. Bởi vậy mới mời Tiêu huynh cùng đuổi giết ngươi, hứa cho hắn một kiện vu báo cấp chấn giáo. Hắn không ngờ ngu ngốc theo ta. Trong lúc đồng hành với ta, ta đã ám sát hắn, đưa hắn luyện thành một khối thiết thi kìa. Diệp Húc khừ lại một tiếng. Bọn họ là những người đuổi giết Diệp Húc, vốn là tạm thời liên hợp một chỗ, quan hệ vừa là đồng minh vừa là đối thủ cạnh tranh. Thân là ma đạo, Tiêu Trường Thanh lại lầm tin Mục Thiết Sơn, có thể nói chết là đáng đời, chẳng trách ai được. Tuy nhiên, Tiêu Trường Thanh là nhân vật thiên tài của Thiên Tự Âm Tông, một thân vu pháp cực kỳ xuất chúng, không ngờ lại chết như vậy, thậm chí bị người ta luyện chế thành thiết thi, khiến cho hắn ít nhiều cũng có chút cảm thán. Thế sự vô thường, ngay cả loại nhân vật cấp thiên tài này cũng dễ dàng chết đi như vậy. Tiêu Trường Thanh phóng lên cao, thân hình vừa động, âm luật mãnh liệt, 12 tiếng chuông vang lên không dứt, phóng tới Diệp Húc khí thế vô biên. Cùng lúc đấy, hai quỷ vương được Mục Thiết Sơn khống chế, ngang nhiên đánh tới Diệp Húc. Hắn kể to nói: "Diệp đà chủ, hiện giờ tu vi ta tăng cao, lại luyện hóa Tiêu huynh thành thi, tương đương với việc liên kết với Tiêu Trường Thanh. Hai cao thủ hạng nguyệt kỳ, giết người dễ như trở bàn tay thôi." 12 cái chuông vàng vây quanh Diệp Húc, cao thấp tung bay chấn động không ngừng. Một cái chuông vàng phát ra thanh âm màu xanh, một cái lại phát ra âm luật màu vàng, một cái thoát ra một đám âm phủ. 12 cái chuông tuy rằng đều là công kích bằng âm ba, nhưng phương thức công kích không ngờ lại hoàn toàn khác nhau. Kim Trung thập nhị biên của Thiên Ân Tông đúng là vu pháp rất mạnh, làm cho người ta nhìn không kịp, cảnh đẹp ý vui lại tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Tiêu Trường Thanh tuy rằng đã chết, nhưng tu vi của hắn vẫn còn, lấy Mục Tuyết Sơn khống chế, tu vi Hỗn Nguyên Kỳ muốn chấn áp Diệp Húc tới chết. 12 khẩu chuông vàng cùng vang lên, trong nháy mắt đã ép chân nguyên của Diệp Húc trở lại đan điền, làm cho tu vi của hắn biến thành không, tất cả vu pháp đều không thể thi triển ra được. Diệp Húc rút bản long kim trượng ra, một trượng đánh xuống, đánh bay một khẩu chuông vàng, lập tức tay trái giống như ưng chảo chộp tới, bóp nát một khẩu chuông vàng khác. Tiêu Trường Thanh Kim Trung thập nhị biên tuy rằng có thể áp chế được tu vi của hắn, nhưng không thể áp chế được thân thể hắn. Hiện giờ thân hình hắn rất mạnh, đã vượt xa tiến cảnh tu vi rồi. Nếu hắn không có tu luyện cửu chuyển nguyên công mà nói, tu vi lúc này tuyệt đối là cường giả hạo nguyệt kỳ. Một tiếng ầm vang, hai quỷ vương một trước một sau đáp xuống vòng vây của 12 khẩu chuông vàng, nhất tề công tới Diệp Húc. Quỷ vương bất diệt đại pháp của Quỷ Vương Tông tuy là một loại vô pháp, nhưng cần người cận chiến, không có năng lực viễn trình công kích. Quỷ vương ngưng tụ ra có lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa có 4 đầu 8 tay, giống như ma thần, sức chiến đấu cực đoan hùng mạnh. Hai quỷ vương này gia nhập vào vòng chiến đấu. Trong trường hà trên đỉnh đầu Tiêu Trường Thanh lại có hai khẩu chuông vàng bay ra, bổ khuyết vào 12 chuông vàng. Chúng phát ra tiếng chuông long trần ở đất, lập tức làm cho Diệp Húc mất hết tu vi. Rầm rầm. Trên lưng hắn, chúng hai đao nghiêm trọng của quỷ vương đánh cho áo lam của hắn vỡ vụn, bay loạn cả lên. Diệp Húc phảng phất như không thấy, bản long kim trượng nhẹ nhàng chấn động, lập tức hai kim dao bay ra, xuyên thủng cái trán của hai quỷ vương. Hai đầu kim dao này cũng đan xen vào nhau, đem 6 trong 12 khẩu chuông vàng bị chặt làm 6-7 khúc. Uy năng, uy lực của Kim Trung thập nhị biên giảm đi nhiều. Hắn đang muốn thoát thân mà ra thì một đạo phủ quang đánh tới, bức hắn lui lại. Lập tức có hai quỷ vương từ trong trường hà của Mục Tuyết Sơn bay ra, gia nhập vòng chiến. Cùng lúc đấy, trong trường hà trên đỉnh đầu của Tiêu Trường Thanh cũng có 6 chuông vàng bay ra, bổ sung vào Kim Trung thập nhị biên, lại vây khốn hắn lần nữa. Diệp đà chủ, hôm nay ngươi chạy trời cũng không khỏi nắng, nhất định sẽ bị ta luyện hóa thôi. Mục Thiết Sơn cười to, thúc giục chân nguyên, rầm một tiếng. Trong trường hà trên đỉnh đầu của hắn lại có một đầu quỷ vương nhảy ra, ba mặt giáp công Diệp Húc. Diệp đà chủ, ngươi thân thể mạnh mẽ, thực sự không thể tưởng tượng nổi, quả thực chính là phôi thi trời sinh. Luyện chế ngươi thành thi, uy lực mạnh mẽ chỉ sợ còn hơn hẳn Tiêu Trường Thanh kìa. Hắn cười ha hả nói. Diệp Húc thần sắc thản nhiên, cây bản long kim trượng thiên biến vạn hóa, tiếp được ba đầu quỷ vương. Hắn tu vi võ đạo dũng mãnh, lập tức được bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của đại tông sư. Hắn cười nói: "Mục huynh, ngươi không làm gì được ta, muốn luyện hóa ta trừ phi tu vi của ngươi còn mạnh hơn nữa kìa." Mục Thiết Sơn âm thầm kinh hãi, hắn xử lý Tiêu Trường Thanh luyện hóa thành thiết thi, tương đương với hai cao thủ hạng nguyệt kỳ. Thế mà Diệp Húc không ngờ bị hai người vây công cũng không hề hấn gì cả. Diệp Húc thực lực mạnh khiến cho hắn hoảng sợ trong lòng, sát khí lại càng sâu. Nếu để cho tiểu tử này sống sót, chỉ sợ không tới nửa năm thực lực của hắn sẽ vượt qua ta. Tới lúc đó cuộc sống của ta sẽ không yên ổn rồi. Hắn tâm niệm vừa động, trường hà trên đỉnh đầu bốc lên, mênh mông hướng tới đỉnh đầu của Diệp Húc mà áp chế xuống. Hắn không ngờ tính toán lấy tu vi tâm hậu của mình
song trọng trấn áp Diệp Húc. Một đạo trường hà này hạ xuống, Diệp Húc cảm thấy như rơi vào trong vũng bùn, áp lực tăng gấp bội. Hắn cử động cũng không được như ý muốn nữa, cánh tay giống như một tòa núi lớn treo lên, nâng lên rất gian nan. Mục Thiết Sơn thấy thế, thở nhẹ ra, lập tức khống chế Tiêu Trường Thanh, đồng thời sử dụng trường hà của mình trấn áp Diệp Húc tam trọng. Hai cao thủ Hỗn Nguyên Kỳ dùng toàn bộ tu vi bản thân trấn áp một mình Diệp Húc. Nếu đổi lại là một cao thủ Hạo Nguyệt Kỳ khác, cũng phải chịu lực ép khiến cho chân nguyên đảo chiều, lùi về đan điền, mặc cho người ta xâu xé. Diệp đà chú, hiện giờ ngươi có thể chết được rồi. Mục Thiết Sơn thấy đại cục đã định, hắn cười ha hả. Diệp Húc gian nan tới khởi ngọc lâu, đem hùng bi mà hất ra. Đầu hắc hùng này, đầu óc còn đang trong váng, lập tức bị hai quỷ vương 16 cánh tay cùng đập lên trên người, bong chút da thịt, giống lên không ngừng. Thiếu báo, ngươi cũng không nói cho ta biết trước một tiếng vậy. Hùng bi múa may lăng nha bổng, vừa đập loạn vừa đem ba quỷ vương bức lui, khiến cho Diệp Húc có cơ hội thở dốc. Chỉ thấy trong ngọc lâu của hắn bay ra một đại kỳ, loang lổ vết máu. Diệp Húc hai tay ôm chặt lấy cột cờ, dùng sức quét ngang một cái, giống như một lưỡi dao sắc bén bay qua, lập tức cắt ba quỷ vương, thậm chí ngay cả 12 cái chuông vàng cũng bị biến thành hai nửa. Hắn tuy rằng không thể phát huy hết được uy lực của thiết thuyết chiến kỳ này, nhưng dù sao nó cũng là vu bảo cấp chấn giáo, sắc bén và nặng. Đây là vũ khí của hắn, một khi cầm lên không người ngăn cản. Diệp Húc thu hồi lại hùng bi, cầm cờ lồng lộng phất lên, làm cho chân nguyên trường hà của Mục Thiết Sơn và Tiêu Trường Thanh bị quấy nhiễu không ngừng, rốt cuộc cũng phá vỡ được trấn áp của hai vu sĩ Hạo Nguyệt Kỳ. Diệp đà chú, người thật khó chơi. Mục Thiết Sơn trong lòng tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng mặt không thay đổi chút nào. Diệp Húc ôm đại kỳ đuổi theo hắn. Mục Thiết Sơn ánh mắt chớp động, vội vàng lùi về phía sau, tạm tránh mũi nhọn. Diệp Húc tuy rằng phá vỡ được trấn áp của hắn, nhưng tu vi hắn tinh thâm, vẫn còn có thể trấn áp Diệp Húc lại lần nữa. Trường hà trên đỉnh đầu Tiêu Trường Thanh ngưng tụ lại, kêu lên một tiếng, một khẩu chuông vàng di động bên trong trường hà chuẩn bị ra tay. Mục Thiết Sơn cười lạnh, hắn nhìn ra được đại kỳ này cực kỳ nặng nề, nó làm cho tốc độ của Diệp Húc chậm hơn không ít, đối với hắn lực uy hiếp tự nhiên rơi lại rất nhiều. Quỷ Vương Tông sư huynh, không cần kinh hoàng, chúng ta tới trợ giúp ngươi đâu. Phía sau hắn đột nhiên chuyển tới một thanh âm sang sảng. Mục Thiết Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên râu quai nón và một vị công tử bột đang đi tới. Thanh niên râu quai nón kia khí chất nghiêm nghị, chỉ vào Diệp Húc cả xa xa kêu quát: Diệp lão ma, ngươi làm nhiều việc ác, giết người vô tình, đáng bị chém đầu. Công tử bột bên cạnh hắn cũng mặt đầy ngạo khí, cười lạnh mà nói: Diệp ma đầu, ta Đại Mạc Song Hùng tung hoành sa mạc hơn 10 năm nay chưa từng bại, hôm nay lấy đầu của ngươi để tăng thêm chiến tích cho Đại Mạc Song Hùng chúng ta, thêm một khoản lợi nữa kìa. Diệp Húc nổi hết cả da gà, trong lòng run rẩy nói thầm: Chủ huynh thì không nói làm gì, còn Phương huynh không ngờ cũng có thể nói ra những lời này được. Xem ra hắn cùng với chủ huynh lăn lộn một chỗ lâu quá rồi, cho nên cũng có chút nhiễm. Mà lúc này Mục Thiết Sơn chú ý đến hai người Chu Thế Văn và Phương Thần, ánh mắt chớp động thầm nghĩ: Hai cái tên này không biết từ chỗ nào chui ra, nói chuyện thì có vẻ nho nhã, lại nghèo kiết xác, tu vi bọn họ không cao, cả đầu đều là trừ ma vệ đạo, thật sự là đần độn đến buồn cười mà. Nhưng mà để cho bọn chúng thay ta tiếp Diệp Húc, để ta hoãn lại khí rồi trấn áp hắn sau vậy. Hắn nghĩ đến đây lập tức bay hướng hai người kia: Hai vị huynh đài Nghĩa Bạc Vân Thiên, Diệp lão ma liền tạm thời giao cho hai người vậy. Không dám không dám, mọi người trừ ma vệ đạo đều là chiến hữu trên cùng chiến tuyến cả, đương nhiên là nên giúp đỡ lẫn nhau rồi. Chu Thế Văn một thân chính khí cuồn cuộn, hiên ngang lẫm liệt mà nói. Diệp Húc truy sát theo sau, đại kỳ cuốn động, cười lạnh mà nói: Hai tên tiểu vũ sĩ chân nguyên kỳ cũng dám ngăn trở ta sao? Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết ở đây. Mục Thiết Sơn không dám đón đỡ, lập tức bay người qua bên Chu Thế Văn và Phương Thần. Hắn thầm nghĩ: Tù vì hai người này, nếu như liều mạng với Diệp thiếu báo, chắc chắn một kích sẽ chết thôi. Nhưng bọn chúng chết cũng có thể để ta ra tay, thong dong đối phó với Diệp thiếu báo. Hắn vừa mới bay ra sau lưng của Chu Thế Văn và Phương Thần, đột nhiên trong tay Chu Thế Văn xuất hiện một mặt cờ đen lớn, lạnh lùng nói: Diệp lão ma, nhận lấy cái chết đi. Trong cờ đen, vô số độc trùng quái dị kêu lên từ trên mặt trào ra, có rắn độc rất dài đến mấy trượng, có bọ cạp nhện to như cái bàn, rất rất nhiều, đủ mọi chủng loại, gần như trong nháy mắt chui vào cơ thể của Mục Thiết Sơn. Đó là bách độc phiên, luyện chế hồn phách độc vật tu luyện thành tinh, hữu hình vô chất, làm người ta khó lòng mà phòng bị. Cùng lúc đấy, Phương Thần quát lên một tiếng, đột nhiên một quả tim cực lớn hiện ra phía sau, đập thình thịch, đỏ tươi vô cùng.
Trong trái tim tám cảnh xúc tu thò ra, đâm vào trong thân thể của Mục Thiết Sơn. Quả tim này không phải là ảo ảnh, mà rõ ràng là trái tim của một con đại yêu hạo nguyệt kỳ, bị phương thần lấy huyết ma nguyên hồn đại pháp tế luyện thành vũ bảo. Lực công kích sắc bén hơn những vũ pháp trước đây của hắn không biết bao nhiêu lần. Xoẹt, bụt, bụt. Thân hình Mục Thiết Sơn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt lại, đồng thời thân thể bị độc tố của độc vật trong bách độc phiên xâm nhập, nhanh chóng hư thối. Hắn vừa giận vừa sợ, lập tức phát động chân nguyên, chỉ thấy từng yêu hồn độc vật bị bức ra khỏi cơ thể hắn, thậm chí xúc tu của huyết ma nguyên hồn đại pháp cũng bị đứt thành từng khúc. Các người muốn chết sao? Hắn vẫn là lần đầu tiên bị thiệt thòi lớn như vậy, thân thể hư thối, chân nguyên cũng bị hấp thu hơn phân nửa, thực lực bị tổn hại lớn. Mục Thiết Sơn tức giận quát lớn, xoay người muốn đối phó với hai người. Diệp Húc không ngờ đã ôm lấy Thiết Huyết Chiến Kỳ, dùng sức nhảy tới, pang một tiếng quấn lấy hắn. Đại kỳ dùng sức quấn lấy, gắt gao cuộn chặt lấy hắn, làm cho xương cốt quanh thân của hắn vang lên những tiếng lanh cách, giống như nứt ra từng khúc vậy. Đoang, đoang, đoang. Tiêu Trường Thanh nhanh chóng chạy tới, 12 khẩu chuông vàng ầm ầm chấn động, một khẩu rồi lại một khẩu liên tiếp đánh tới ba người. Chúng còn chưa tiếp cận đã chấn cho Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người thất điên bắt đảo rồi. Đây là uy lực của cường giả Hỗn Nguyên Kỳ, không phải một vũ sĩ Chân Nguyên Kỳ có thể bằng được. Diệp Húc song trưởng rung lên, hoành thân chắn trước người hai người, một khẩu chuông lớn đánh thẳng vào hậu tâm của hắn, rầm rầm bị nát bấy. Phía sau hắn đột nhiên tăng lên nguyên khí đại nhật như luân, vô số giao long chen chúc lao ra, bao phủ lấy Tiêu Trường Thanh. Diệp Húc ngăn trở Kim Trung thập nhị biên công kích, không rảnh huy động Thiết Huyết Chính Kỳ. Mục Thiết Sơn lập tức thoát thân lao ra, cao thủ Quỷ Vương Tông này không ngờ toàn thân xương cốt vỡ vụn, vậy mà vẫn không thể chết được, hiển lộ ra thực lực hùng mạnh của hắn. Mục Thiết Sơn phun ra một ngụm máu tươi, mãnh liệt quát lên một tiếng, Trường Hà Chân Nguyên trên đỉnh đầu khởi động, một con quỷ vương nhanh chóng cương kết thành hình. Hắn không ngờ tính toán liều mạng cũng phải kéo theo ba người Diệp Húc đệm lưng. Mục huynh, người không có bất luận một cơ hội gì đâu. Diệp Húc mặt đầy vẻ thương hại, khẽ lắc đầu, thả người nhảy dựng lên, nhảy tới đỉnh đầu của hắn. Bàn tay của Diệp Húc úp xuống, làm cho con quỷ vương này lập tức tan nát. Xẹt xẹt. Tám cái xúc tu đâm phá làn da của Mục Thiết Sơn, huyết ma nguyên hồn nhảy lên thùng thùng, thình thịch, nhanh chóng rút ra tinh khí toàn thân của hắn. Thình thịch, phụt, phụt. Chu Thế Văn huy động bách độc phiên, vô số động vật yêu hồn nhảy vào trong cơ thể Mục Thiết Sơn, khiến cho cốt nhục của hắn nhanh chóng hư thối tan rã. Ta không phục, Diệp Thiếu Báo, ta không phục. Hắn giận dữ, tuy rằng là đèn dầu sắp cạn, nhưng khí thế vẫn bức người, phẫn nộ quát lên. Diệp Húc lắc đầu nói, ta có bằng hữu, ngươi không có, cho nên ngươi thua không oan. Nếu ngươi có Tiêu Trường Thanh liên kết lại giết ta, làm sao ta thoát được đây? Tiêu Trường Thanh chết trong tay Mục Thiết Sơn, bị hắn luyện thành thi, tuy rằng vẫn là hai đại cao thủ Hỗn Nguyên Kỳ như trước, nhưng dù sao, thiết thi còn xa mới linh hoạt bằng người sống chân chính. Nếu như Mục Thiết Sơn thật sự liên kết với Tiêu Trường Thanh đối phó với Diệp Húc, cho dù có Chu Thi Văn và Phương Thần tương trợ, kết cục chỉ có thể là thua mà thôi. Mục Thiết Sơn trừng lớn con mắt, chân nguyên Trường Hà trên đỉnh đầu ngày càng nhỏ, thân thể dần dần hóa thành nước, cười lạnh mà nói, bằng hữu sao? Người trong ma đạo không cần bằng hữu. Hắn còn chưa dứt lời liền mất mạng tại chỗ, thân hình hoàn toàn hư thối, chỉ để lại một bộ quần áo từ trên không tà tà rơi xuống. Rầm rầm. Ngọc lâu của hắn bị linh quang phân giải, ngọc lâu 6 tầng khi phân giải tàn mát ra uy thế khổng lồ. Một đạo linh quang bay lượn khắp nơi, tan rã giữa đất trời, thật lâu mới xong. Bên trong ngọc lâu, tài liệu giống như núi nhỏ hết thảy rơi xuống. Ba người nhìn xem ánh mắt đăm đăm, Mục Thiết Sơn và Diệp Húc đều là loại người giết người cướp của, không kiêng nể gì cả. Thậm chí, ngay cả thiên tài đệ tử Tiêu Trường Thanh của Thiên Âm Tông cũng dám giết. Trong ngọc lâu của hắn cất chứa rất nhiều, gần như có thể dẹp ngang Diệp Húc được. Đã chết rồi sao? Chu Thế Văn ánh mắt dại ra đột nhiên cười ha ha. Lão tử không ngờ xử lý một cao thủ Hỗn Nguyên Kỳ, thật là vui mà. Thiếu Bảo, công tử bột, lão tử ta xử lý một cường giả Hỗn Nguyên Kỳ. Lão tử phải là vô địch. Phương Thần lườm hắn một cái, đột nhiên trái tim huyết ma nguyên hồn phía sau kịch liệt bành trướng, càng lúc càng lớn hơn. Trong chớp mắt đã biến thành quái vật lớn cả 100 mét, đập nhảy rầm rầm. Sắc mặt tái nhợt của hắn trở nên ửng đỏ, trên mặt hiện lên gân xanh khủng bố đến dị thường. Tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, chân nguyên tam phẩm, tứ phẩm rồi ngũ phẩm, một đường hắt vang trong vài cái hô hấp đã tiến lên hạo nguyệt kỳ,
đỉnh đầu một vầng trăng sáng màu đỏ như máu dâng lên, làm chiếu rọi thung lũng đỏ hừng hực một mảnh. Một cỗ khí thế hung bạo từ trên người hắn truyền ra, phương thần giống lên trông như dã thú, ánh mắt trở nên đỏ bừng, chớp động hàn quang âm u. Diệp Húc trong lòng cả kinh, tu vi của Mộc Thiết Sơn bị phương thần hầu như hấp thu trọn vẹn, dùng huyết ma nguyên hồn đại pháp biến hóa trở thành tu vi của bản thân mình. Tuy nhiên, tu vi của Mộc Thiết Sơn hùng hồn thế nào, phương thần luyện hóa tu vi của hắn khẳng định sẽ bị ảnh hưởng không thể lường được. Công tử bột, chỉ sợ tẩu hòa nhập ma. Chu Thế Văn sắc mặt khẩn trương, liếm liếm môi, nhỏ giọng mà nói: Lần trước ở Ngũ Linh Sơn, công tử bột đã tẩu hòa nhập ma một lần rồi, hiện tại cũng phải có vài phần tương tự, nhưng còn không khủng bố như bây giờ đâu. Lúc đó ít nhiều có giáo chủ trưởng lão ở đấy chấn áp tâm ma cho hắn xuống. Lần này không có cao thủ tam đan cảnh, chỉ sợ chúng ta phải giữ mắt nhìn hắn tẩu hòa nhập ma mà chết đi rồi. Xẹt xẹt xẹt. Trái tim huyết ma nguyên hồn phía sau phương thần đột nhiên toát ra 8 cái xúc tu, hung hăng đâm tới Diệp Húc và Chu Thế Văn. Thần trí của hắn dĩ nhiên đã bị dục vọng giết chóc thuần túy khống chế, chẳng phân biệt được địch ta, chỉ cần là sinh mạng hết thảy đều giết. Diệp Húc khoảnh thân che ở trước người Chu Thế Văn, tùy để cho xúc tu đâm lên trên người của hắn. Cho dù phương thần đã đạt tới tu vi hỗn nguyên kỳ, nhưng huyết ma nguyên hồn đại pháp của hắn cũng không thể đâm phá được thân thể của Diệp Húc. Diệp Húc đi lên trước thật nhanh, chỉ thấy trái tim huyết ma nguyên hồn huy khởi 8 cái xúc tu, dùng sức quất lên thân thể của hắn, thủy chung vẫn không thể ngăn trở được bước chân của Diệp Húc. Diệp Húc không để ý tới công kích của trái tim huyết ma nguyên hồn, hắn đi thẳng tới bên người phương thần, bàn tay vừa lật xuất hiện một viên hạt châu tròn xoe, chân nguyên của hắn dũng mãnh tràn vào bên trong huyết bồ đề. Lập tức từ bên trong huyết bồ đề truyền ra hàng nghìn hàng vạn tiếng người tụng kinh, thiện âm mãnh liệt, các loại chữ tung bay trên dưới, một đám ký hiệu lao vào trong lỗ tai của phương thần giống như âm phù chảy vào trong vậy. Huyết bồ đề có công hiệu kinh sợ tâm ma, đối với ma sĩ tu vi tu sĩ mà nói chính là vô thượng chí bảo. Nếu như không có lúc ở trên La Phù Đảo, Diệp Húc cũng không phải vì lấy ra hai quả huyết bồ đề mà làm cho náo động động tĩnh lớn như vậy. Hắn tới khởi quả huyết bồ đề này liền thoải mái chấn áp tâm ma của phương thần, chỉ thấy thần sắc của phương thần dần dần khôi phục, khí tức bạo lực cũng càng ngày càng bình tĩnh lại. Tu vi của hắn còn tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên biên độ không còn khủng bố như vừa rồi nữa. Qua thật lâu sau, phương thần rốt cục cũng luyện hóa được toàn bộ tu vi đã nốt được của Mộc Thiết Sơn. Hắn hiện giờ tu vi tuy rằng không có đạt tới hỗn nguyên kỳ, nhưng đã có được thực lực hạo nguyệt kỳ ngũ phẩm, ước chừng nâng cao được 12 cảnh giới nhỏ. Hắn nguyên chỉ là chân nguyên nhị phẩm, hiện giờ đã lên tới hạo nguyệt kỳ ngũ phẩm cao thủ. Loại gặp gỡ này chỉ có thể may mắn chứ không thể cầu được. Cũng chỉ có huyết ma nguyên hồn đại pháp, loại tâm pháp quỷ dị này mới có thể nâng cao tu vi người ta nhanh chóng như vậy, người khác phải hâm mộ không ngừng. Diệp huynh, đa tá. Phương thần về mặt cảm kích, chân thành nói với Diệp Húc. Hắn đúng là rất cảm kích Diệp Húc, chỉ hóa thành một tiếng cảm ơn mà thôi. Nếu không có Diệp Húc đúng lúc lấy ra huyết bồ đề trợ giúp, chỉ sợ lúc này hắn đã bị huyết ma nguyên hồn khống chế tâm trí, chỉ biết chết chóc cắn nuốt, cuối cùng sẽ hóa thành huyết ma không có ý thức. Thiếu bảo, viên hạt châu kia của ngươi có còn không vậy? Chu Thế Văn ánh mắt như kẻ trộm nhìn thẳng vào huyết bồ đề trong tay Diệp Húc. Huyết bồ đề công hiệu hắn nhìn thấy rõ ràng, không khỏi cực kỳ hâm mộ. Có được loại bảo vật này quả thực không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, không khỏi động tâm tư nhiều. À, chỉ có một viên này thôi. Diệp Húc áy náy nói. Viên huyết bồ đề này tiểu đệ có lưu lại để đối phó với một cường địch khác. Tuy vậy vẫn có thể đưa lại cho Chu huynh mượn được. Nếu hai người các vị cần dùng cứ việc mở miệng, chút này ta còn có thể hỗ trợ được. Chu Thế Văn lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này, hắn cười ha hả nói. Trên tay ngươi và tay ta thì có khác gì nhau đâu chứ. Hiện giờ chúng ta chia của. Hắn sưu tầm hết thảy bảo vật của Mộc Thiết Sơn ở cùng một chỗ, quả thực giống như một tòa núi nhỏ vậy. Các loại bảo vật tài liệu rực rỡ muôn màu, làm cho người ta nhìn thấy mà hoa mắt. Ta hấp thu hết thảy tu vi của Mộc Thiết Sơn, những bảo vật này ta không cần. Phương thần thản nhiên nói. Diệp Húc nhìn cái linh mạch bên trên bạch ngọc đài kia, hắn cười nói. Ta chỉ cần cái linh mạch kia thôi. Ba người chia của xong, Chu Thế Văn lập tức thu hồi tất cả bảo vật lại, hắn nói tiếp. Thiếu bảo, chúng ta đi xử lý vài người đuổi giết ngươi đi, ngươi tới làm mồi, ta và công tử bột đánh lén. Diệp Húc đem bạch ngọc lâu thu hồi lại, rồi không có tức giận nói. Vũ sĩ đuổi giết ta, mỗi một người đều không yếu hơn Mục Thiết Sơn đâu, cẩn thận câu cá không thành, bị cá ăn lại kìa. Phú quý hiểm trung cầu, phải lớn mạnh trong khó khăn thiếu bảo à.
Chu Thi Văn chưa từ bỏ ý định, đi theo sau hắn, khuyên nhủ nói. Những lời này đã động tới Diệp Húc. Phú quý chỉ có thể cầu trong gian khó, nếu an phận làm người thành thật, chỉ sợ cả đời khó có thể trở thành người bề trên. Hắn cẩn thận suy tư một chút, lấy ra thiết huyết chính kỳ giao cho Phương Thần. Phương huynh, tu vi hiện tại của ngươi đủ để có thể tế khởi được vũ bảo cấp chấn giáo nào rồi? Diệp Húc không tận nói. Đã làm thì phải làm lớn, giết sạch những người chưa đuổi ta thì hơn. Thiết huyết chiến kỳ nặng nề vô cùng, Phương Thần ôm lấy cũng cố hết sức. Loại vũ bảo đại hình này bình thường đều là lấy chân nguyên tế khởi giữa không trung, đón gió mà phát triển. Giống như Diệp Húc ôm trên tay, dùng sức đập người, thực ra ít ỏi không có mấy. Đại kỳ này là vũ bảo cấp chấn giáo sao? Chu Thiên Văn thử thúc giục thiết huyết chiến kỳ. Chiến kỳ vừa mới bay lên không trung, liền cắn nút sạch sẽ tu vi của hắn, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lấy thực lực của hắn, căn bản đừng mơ tưởng có thể tế khởi phát huy ra uy lực của thiết huyết chiến kỳ được, thậm chí còn không bằng ôm lấy nó mà đập người. Phương Thần lúc này tu vi miễn cưỡng có thể tế khởi được thiết huyết chiến kỳ, nhưng cũng không thể hoàn toàn phát huy được uy lực của nó. Sau khi tế khởi vài lần thì tu vi cũng bị hút sạch. Dù sao đây cũng là vũ bảo cấp chân giáo của cường giả nguyên đan kỳ tế luyện, uy lực khủng mạnh, tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Chu Thế Văn lấy ra một quyển kinh thư đưa cho Diệp Húc nói: Thiếu báo, trong cất chứa của Mục Tuyết Sơn có một quyển Bất Nhạc Thiên Âm Bảo Quyển, nói về âm sát thuật âm phạt. Loại đồ vật này ta cầm cũng là vô dụng, ngươi lấy đi đi. Diệp Húc nao nao, Bất Nhạc Thiên Âm Bảo Quyển hẳn là kinh điển của Thiên Âm Tông, chắc là sau khi Mục Tuyết Sơn giết chết Tiêu Trường Thanh lấy được của hắn. Bản lĩnh của Tiêu Trường Thanh thật ra cũng cực kỳ kinh người, âm phạt âm sát, một môn vô pháp thiên biến vạn hóa, thậm chí có thể bắt chước hết thể vô pháp của thế gian. Trong đó Kim Trung Thập Nhị Biên chính là một loại vũ pháp chấn áp cực kỳ mạnh. Đáng tiếc Tiêu Trường Thanh cũng không có tu luyện Bất Nhạc Thiên Âm Bảo Quyển tới cảnh giới cao thâm, nếu không cho dù là Diệp Húc cũng phải tránh né. Tuy nhiên Diệp Húc đúng là rốt đặc cắn mai về âm luật, hơn nữa hắn đã học Thanh Giao Kiểu Kích, thậm chí còn đạt được vũ pháp tuyệt thế bí truyền của Trung Châu Hạ Gia Kiểu Đỉnh Vũ Hoàng Quyết. Ngay cả Kiểu Đỉnh Vũ Hoàng Quyết này hắn cũng không rảnh mà tu luyện, đừng nói tới Thiên Âm Bảo Quyển. Đại ca Diệp Tần lại không giống ta, hắn tinh thông âm luật, cầm kỳ thi họa không thứ gì không giỏi. Cuốn Bát Nhạc Thiên Âm Bảo Quyển này không bằng đưa cho hắn vậy. Diệp Húc thu hồi lại kinh thư, lập tức đi tới một gốc cây cổ thụ, bẻ gãy một nhánh cây. Nhánh cây này sau khi bị bẻ gãy cũng không có biến mất, gốc đại thụ kia cũng không có sinh trưởng thêm cành mới ngay lập tức. Quả nhiên là thế, thung lũng này hẳn là một tòa đại trận, cây cối nơi này đều là thủ thuật che mắt mà thôi, mà linh thạch trên Bạch Ngọc Đài chính là trung tâm duy trì trận pháp. Ta thu đi Bạch Ngọc Đài, trận pháp bị phá, đại trận nên không thể duy trì được. Ê này thiếu bảo, chúng ta đi tới thung lũng khác cũng thấy được loại Bạch Ngọc Đài này, trong Ngọc Đài cũng phong ấn một điều linh mạch. Chu Thi Văn mở miệng nói. Phương Thần cũng gật đầu. Không sai, tuy nhiên những Ngọc Đài khác có cấm chế lợi hại, lấy thực lực của chúng ta không có cách nào thu đi được. Tuy nhiên hiện giờ có vài phần nắm chắc rồi, có thể phá vỡ cấm chế thu đi linh mạch. Chúng ta nơi này cũng không phát hiện ra bất cứ bảo vật gì cả, khắp núi toàn là cây cối, địa phương khác hẳn là cũng thế thôi. Diệp Húc trong lòng không khỏi hoảng sợ, phiến dãy núi này ước chừng có vài trăm cái thung lũng, như vậy chẳng phải nói nơi này có mấy trăm điều linh mạch hay sao? Phải biết rằng Bách Khoa Cung, Ngũ Độc Giáo hay các giáo phái giống như vậy, tuy nhiên chỉ có được gần 100 điều linh mạch. Những linh mạch này duy trì vận chuyển của một môn phái phi thường trọng yếu. Vũ sĩ sau khi tiến vào tam chân cảnh, dựa vào thái dương nguyên khí tu luyện, tốc độ tiến cảnh vô cùng chậm chạp. Chỉ có hấp thu linh khí mới có thể cho tu vi tiến nhanh được, bất kể đối với vũ sĩ môn phái nào đều vô cùng trọng yếu. Mà nơi đây không ngờ có mấy trăm điều linh mạch toàn bộ bị người phong ấn trên đầu Bạch Ngọc Đài, thật đúng là rất khủng bố đi. Diệp Húc có thể đoán được nơi đây tuyệt đối sắp biến thành chiến trường rồi. Tất cả các thế lực từ hoang mạc hay các thế lực khắp nơi đi lịch lãm, chỉ sợ sẽ liên tục chạy tới, nối liền không dứt. Người kiến tạo ra phiến dãy núi này, phong ấn mấy trăm điều linh mạch rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Diệp Húc ngẩng đầu nhìn xung quanh, đám núi mênh mông như thơ như họa, trong lòng không khỏi nghi hoặc vạn phần. Phiến dãy núi thần bí đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối không phải là vô hồn giới, mà tự thành một giới, là không gian khác. Diệp Húc ánh mắt lóe ra. Hiện giờ người còn không nhiều, chúng ta tốt nhất đi xung quanh cướp đoạt, nếu không nơi đây vũ sĩ mà tiến tới ngày càng nhiều hơn, nếu lúc đó sẽ còn một hồi ác chiến. Chu huynh, Phương huynh, chúng ta phân nhau hành động, các ngươi hai người một đội, cướp đoạt càng nhiều càng tốt. Chu Thế Văn và Phương Thần hai mắt tỏa ánh sáng. Linh mạch không chỉ là căn cơ của một môn phái, đồng thời cũng là căn cơ của vũ sĩ,
Đây tuyệt đối là món tiền phi nghĩa của bọn họ. Thiếu Bảo, kẻ thù của ngươi nhiều, phải cẩn thận một chút mới được. Hai người dặn dò mấy câu rồi lập tức rời khỏi. Diệp Phúc đi thẳng tới thung lũng kế tiếp. Trong phiến dãy núi này có không biết bao nhiêu cao thủ thám hiểm xâm nhập, căn bản không thể bay lên trên không nếu không bị người khác đánh lén. Bởi vậy Diệp Phúc chân dẫm kim tàm xẹt qua bên dưới tầng thấp, tốc độ cũng không chậm. Tới thung lũng kế tiếp, lập tức hàn khí vô biên vô hạn xâm nhập tới, cho dù là tu vi của hắn cũng không khỏi dùng mình mấy cái. Hắn thở ra một hơi, dòng khí vừa mới rời khỏi bên miệng lập tức biến thành băng rơi xuống đất. Phiến thung lũng này khác với phiến thung lũng kia, trắng như tuyết, hàn khí bức người. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy một vòng tròn liệt dương khá lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn phân biệt rõ ràng nơi đây. Diệp Phúc biết đây là tác dụng của trận pháp khống chế thời tiết biến hóa, chỉ cần thu đi linh mạch trong thung lũng, trạm pháp tự nhiên sẽ bị phá, thung lũng sẽ giống như với bên ngoài vậy. Hắn rắn mặt vào tuyết mà bay nhanh qua, đột nhiên thấy thời tiết trong thung lũng này ấm lại, tuyết hòa tan tạo thành những vũng nước lớn. Xem ra đã có người tới trước ta một bước thu đi linh mạch nơi này rồi. Hắn đang định chạy tới thung lũng khác, chỉ thấy một vu sĩ ma đạo thân hình gầy gò từ trong cốc bay ra. Trên đỉnh đầu hắn là 4 tầng ngọc lâu. Trong ngọc lâu từng đạo ma khí bung xuống, giống như rắn độc quấn thân vậy. Nó xoay quanh thân thể của hắn, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Tu vi người này tuy rằng không có đạt tới hỗn nguyên kỳ, nhưng khí thế rất mạnh, hiển nhiên cũng là một hung nhân ma đạo giết người trong vô tình. Hắn chính là người thu đi linh mạch kia hay sao? Diệp Phúc trong lòng vừa động, tính toán truy đuổi qua, cá lớn nuốt cá bé. Trong hoang đại mạc này có quy luật đã được cộng công nhận, mỗi ngày sẽ có chuyện giết người đoạt bảo này xảy ra, mỗi ngày đều là một vụ lớn. Linh mạch có tính chất trọng yếu, không cần phải nói thì vu sĩ khác cũng biết. Nói cực kỳ trọng yếu cũng đúng, nhưng với Diệp Phúc mà nói nó cũng không quá quan trọng. Ngọc lâu của hắn tăng trưởng thành long độ phạm biến lâu, mỗi lần nâng cao phẩm chất đều cần dùng số lượng linh khí rất lớn. Hắn cướp đoạt linh mạch để nuôi cho ngọc lâu trưởng thành. Diệp Phúc vừa mới đi đến một bước, đột nhiên thấy dưới bầu trời trong xanh này xuất hiện ra một vòng trăng sáng. Bên trong nó, một tòa bảo tháp 4 tầng lơ lửng trên đỉnh đầu vu sĩ kia. Răng rắc một tiếng, một đạo thiểm điện lao từ trong bảo tháp bay ra, bổ thẳng vào đỉnh đầu của vu sĩ kia, lập tức đem vu sĩ này phá thành 8 mảnh nhỏ đều nhau. Lại là một đạo thiểm điện bổ xuống, làm cho hắn bị cháy xém, không tự chủ được mà rơi từ trên không xuống. Vị sư huynh này, ngươi thay tiểu muội mở ra cấm chế trên ngọc đài, tiểu muội xin cảm ơn. Một thiếu nữ mắt sáng, răng trắng tinh đột nhiên cười cười hiện lên trên không trung, cười khanh khách không nói gì. Thiếu nữ này hiển nhiên là vu sĩ chính đạo, tuy nhiên xuống tay cực kỳ sắc bén, linh hoạt, lòng lang dạ sói. Từng đạo lôi điện bổ xuống vu sĩ thân hình gầy yếu kia, trong chớp mắt đã bỏ người vu sĩ ma đạo kia biến thành một cục đồng cháy xém, chết hết sức bi thảm. Kỳ thực, thực lực của hắn và người thiếu nữ này là tương đương với nhau, nếu ngay từ đầu đối địch, thủ thắng cũng không biết, nhưng cũng không bị loại nhanh tới như vậy. Tuy nhiên, hắn bị người thiếu nữ này đánh lén kích thứ nhất, phá vỡ ma khí hộ thân, không có một thân vu bảo và thủ đoạn, đều không thể sử dụng, lúc này mới dễ dàng chết đi. Ngọc lơ 4 tầng của hắn bị phân giải, tòa bạch ngọc đài kia bị hắn luyện chế thành vu bảo, cực cực khổ khổ tìm kiếm tài liệu, hết thảy đều rơi rụng xuống. Đánh lén vu sĩ ma đạo thật sự là cách phát tài tốt nhất mà. Tên này ngu xuẩn, cực khổ phá vỡ cấm chế của bạch ngọc đài, còn không phải tiện nghi cho Mai Vô Tả ta sao? Tính cả điều linh mạch này, hiện giờ ta đã có 3 điều linh mạch rồi. Thiếu nữ kia ngón tay nâng má, cười hì hì nói, vẻ mặt băng tuyết đáng yêu, nhưng thực tế lòng lang dạ sói, xuống tay rất âm độc. Nàng nhìn xuống, tính toán thu hết bảo vật của vu sĩ gầy yếu kia. Chính lúc này, đột nhiên một thanh âm hùng hậu từ phía sau lưng nàng truyền tới, cười nói: "Tiểu muội muội, bảo tháp của ngươi đã có 2 điều linh mạch rồi sao?" Mai Vô Tà sợ tới mức lông gáy dựng thẳng lên, vội vàng tới khởi 4 tầng chu thiên bảo tháp, buông xuống chân nguyên bảo vệ quanh thân. Cùng lúc đấy, trong hạo nguyệt trên đỉnh đầu của nàng, lôi quang như nước phun ra khắp nơi. Vô số đạo lôi quang giống như kiếm sắc cắt qua, làm cho không gian mấy trăm mét phía sau của nàng biến thành một mảnh lôi trì, nơi nơi đều là lôi quang sắc bén vô ngần. Đây chính là ngũ lôi chính pháp của nàng, ở trong chính đạo cũng có uy danh khá lớn, lấy công kích sắc bén mà nổi danh. Mai Vô Tà rất tin tưởng, người đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng tuyệt đối sẽ bị ngũ lôi chính pháp đánh thành nhiều mảnh. "Dám cùng tỷ tỷ chơi âm chiêu, lúc tỷ chơi xấu chỉ sợ ngươi còn không có sinh ra đâu." Mai Vô Tà cười khanh khách nói, quay đầu lại nhìn coi. Nụ cười trên mặt của nàng lập tức cứng ngắt lại, chỉ thấy phía sau giống thách không một bóng người. Một đầu nguyên khí giao long chậm rãi xuất hiện, cách nàng không xa. Đầu ác giao này mở miệng, nói ngôn ngữ của người, cười ha hả nói:
Tiểu muội muội, người tâm địa ác độc như vậy, chỉ sợ tương lai không được tốt đâu nha. Sai rồi, sai rồi. Lại một huyết dao chậm rãi ngưng tụ thành hình bên cạnh của nàng, miệng hé lớn ôm ôm mà nói: nàng ta căn bản không thể sống tới lúc lập gia đình đâu. Pang pang pang, mấy trăm đầu huyết dao thật lớn đột nhiên xuất hiện bao vây Mai Vô Tả vào trong, thậm chí ngay cả không trung cũng có huyết đắc dao bay lượn chung quanh. Những đầu ác dao này bay qua bay lại, sát khí vô cùng nồng đậm, khiến cho nàng cảm thấy được như rơi vào trong ao máu, khó có thể thở dốc được. Tình hình khủng bố này làm cho người ta không rét mà run. Đại ca ca, ngươi thực sự muốn giết nhân gia sao? Mai Vô Tà khổ sở đáng thương, nhấp nháy mắt, nước chảy như mưa. Nàng biết những nguyên khí giao long này sở dĩ có thể nói chuyện được đơn giản là có người điều khiển. Giờ một tiếng, mấy trăm đầu giao long ầm ầm đập xuống, trong chớp mắt đã bao phủ lấy nàng. Tiểu tử thối, một tiểu vũ sĩ ngay cả chân nguyên cũng chưa luyện thành, không ngờ dám đấu với tỷ tỷ. Mai Vô Tà lướt quang quanh thân bùng nổ, phóng lên cao, phá vỡ vô số huyết dao, lớn tiếng mà quát. Diệp Húc lúc này trong tay cầm bản long kim trượng, nhìn nàng vọt tới bên mình, không thèm lên tiếng, cầm lấy trượng nện xuống thẳng vào trán của thiếu nữ. Xem ra ta đã có 4 điều linh mạch rồi. Mai Vô Tà từ đầu tới cuối cũng không có phát hiện ra bóng dáng của Diệp Húc. Nàng đầu tiên bị Diệp Húc lấy mấy trăm đầu giao long vây khốn, thật vất vả mới lao ra khỏi vòng vây của huyết ma. Cũng không ngờ được rằng là Diệp Húc ở trên không chờ nàng đã lâu. Hắn tùy ý để cho nàng vọt tới dưới chân, u u mê mê mà toi mạng. Kỳ thực Diệp Húc cũng không phải là người hay lạm sát. Tuy nhiên, Mai Vô Tà tuy rằng là người chính đạo, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn so với ma đạo chỉ hơn chứ không kém. Người chết trên tay Diệp Húc đều là người uy hiếp hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà Mai Vô Tà cũng đơn thuần chỉ vì một điều linh mạch mà giết hại vô sĩ khác. Thiếu nữ này cho hắn cảm giác giống như một đầu trúc diệp thanh, nhìn như cực đẹp nhưng lại có kịch độc trong người, bởi vậy hắn mới hạ sát thủ. Diệp Húc thu hồi 3 điều linh mạch kia lại, kiểm kê tài sản của Mai Vô Tà cùng vũ sĩ gầy yếu kia một chút, trong lòng rất vui vẻ. Hai người này có được 3 kiện vu bảo, tuy nhiên vu bảo linh tinh cũng không được Diệp Húc để trong lòng. Khiến hắn cảm thấy vui sướng chính là trong những tài liệu này có không ít bảo vật hắn đang cần. Lang gia tiền ngọc hơn 300 cân, thiên thanh kim ti không ngờ lại có 400 cân. Còn có một khối vạn năm hàn ngọc to bằng nắm tay. Những thứ này đều là tài liệu luyện chế trận đồ tinh đấu. Tiểu nha đầu và vũ sĩ gầy yếu này xem ra giết không ít người, không ngờ đạt được nhiều bảo vật như vậy. Diệp Húc lật xem một lần, những tài liệu này không ngờ còn có không ít tài liệu cần để luyện chế đại diễn thần trung. Chỉ cần hắn tu luyện tới chân nguyên kỳ, đem những tài liệu này dung nhập vào bên trong đại diễn thần trung, liền có thể nâng cao uy lực của thần trung này tới 2-3 phẩm bậc. Đại diễn thần trung là hắn đoạt được từ trong tay Kỳ Liên Phong, đệ tử của Minh Hà giáo. Khẩu thần trung này có tổng cộng 49 phẩm bậc. Kỳ Liên Phong chẳng qua mới luyện tới trọng thứ 3, xa xa không phát huy được thực lực của đại diễn thần trung. Tài liệu này đủ để luyện đại diễn thần trung tới trọng thứ 5. Tuy nhiên thần trung trọng thứ 5 chỉ sợ uy lực vẫn chỉ là hơn vua bảo bình thường một chút. Muốn đem thần trung này tăng tới mãn cấp bậc 49 phẩm, cần phải có nhiều tài liệu hơn nữa. Diệp Húc thầm nghĩ, trong những đồ vật này mà vu sĩ gầy yếu cùng Mai Vô Tà cất giữ còn có tâm pháp và vu pháp. Tâm pháp linh tinh Diệp Húc trực tiếp không nhìn, tuy nhiên có 2 môn vu pháp hắn đại khái lật xem một lần. Vu sĩ gầy yếu tu luyện vu pháp tên là Bát Lực Thần Vương. Bát Lực Thần Vương Quyết là một loại pháp môn ma đạo bá đạo, luyện một thân ma khí tổng cộng phân ra 8 đạo, tương tự với huyết ma nguyên hồn đại pháp của phương thần, tuy nhiên uy lực còn kém hơn huyết ma nguyên hồn đại pháp một chút. Còn vu pháp mà Mai Vô Tà tu luyện chính là Ngũ Lôi Chính Pháp. Loại vu pháp này là tuyệt học phái Thanh Thành, quan trưởng lôi đình, sau đó lấy chân nguyên hóa thành thiên lôi. Phái Thanh Thành có một nơi gọi là Lôi Nhai, hàng năm thiểm điện oanh minh, lôi lạc không ngừng. Tu luyện tâm pháp này cần phải ngồi trên lôi nhai, dùng mắt thường nắm giữ quy tích của lôi điện, dốc lòng nghiền ngẫm, sau đó mới có thể tu hành. Hơn nữa, tu luyện Ngũ Lôi Chính Pháp cần trang bị tâm pháp tương ứng mới có thể chuyển hóa tu vi thành lôi điện lực. Bởi vậy vu pháp này không dễ dàng luyện thành, trừ phi sửa tu tâm pháp phái Thanh Thành. Tuy nhiên đối với Diệp Húc mà nói lại không khó khăn lắm. Chu Thiên Tinh đấu luyện kỹ thuật của hắn dẫn dắt Chu Thiên Tinh lực, trong đó quần tinh kiểu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ là lôi hệ tinh lực. Hắn để Bát Lực Thần Vương Quyết sang một bên, nghiền ngẫm cẩn thận Ngũ Lôi Chính Pháp một lần. Muốn đem Ngũ Lôi Chính Pháp tu luyện tới lôi hỏa thần thanh là một chuyện rất khó khăn. Diệp Húc chỉ tu luyện kỳ hình, không cầu thiên lôi thần vận. Qua không lâu, chỉ thấy hắn nhắm mắt ngưng thần, đại nhật như luân phía sau lưng đột nhiên bắn ra một đạo thiểm điện chói chang, bổ một cây đại thụ ở xa xa cháy đen. Diệp Húc khẽ gật đầu, có chút vừa lòng,
nguyên khí sau lưng đột nhiên hóa thành một mảnh lôi lực, vô số lôi quang hình thành một viên cầu thật lớn di chuyển phía sau lưng hắn, có vẻ hạo nhiên chính khí mấy phần. Trên người của hắn tỏa ra tràn ngập tử vi tinh lực màu tím mênh mông cuồn cuộn ồn ào không ngừng. Hắn đi thẳng tới một thung lũng khác, cười nói: từ bây giờ ta không phải là ma đầu ma đạo nữa, mà là đệ tử phái Thanh Thành, chính đạo vô sĩ. Đồng đạo, tiểu đệ tới đây. Diệp Phúc hạ xuống một tòa sân cốc, chỉ thấy nơi này mãnh liệt nắng gắt, hừng hực là lửa, cả một vùng đất bị đốt cháy vàng, không khí khô hanh, thậm chí ngay cả núi đá cũng bị cháy sạch khô nứt, gần như biến thành một cốc toàn lava cắt vàng. Trong thung lũng đã có hai nhóm nhân mã, 6-7 tên chính đạo và ma đạo vô sĩ đang chém giết lẫn nhau. Trên mặt đất có 3-4 cỗ thi thể. Cấm chế Bạch Ngọc Đài đã bị bọn họ phá vỡ, tuy nhiên không ai kịp thu linh mạch trên ngọc đài kia. Hiển nhiên hai nhóm vô sĩ này đồng thời nhìn chúng linh mạch này, chém giết tranh đoạt của nhau. Diệp Húc đi thẳng tới linh mạch, một ma đạo vô sĩ phát hiện ra hắn tiếp cận linh mạch, lập tức bỏ đối thủ, đánh tới hắn. Một đại xà 9 đầu đột nhiên nhảy ra, mở cái mồm to đầy máu của mình, 9 đầu như 9 tia chớp tắp thẳng tới Diệp Húc. Đây là vũ pháp nổi danh lừng lẫy của ma đạo, Cửu Xà Liên Kích, quan tưởng tượng cổ dị chủng Cửu Đầu Xà mà hình thành vũ pháp. Vũ sĩ ma đạo này hiển nhiên đã gặp qua Cửu Đầu Xà, đạt được chân truyền của môn vũ pháp này. Chân nguyên của hắn ngưng tụ thành Cửu Đầu Xà, tản mắt ra hơi thở hung hãn của tượng cổ dị chủng, uy lực gần như có thể so sánh với thanh giao kiểu kích của Diệp Húc. Tuy nhiên, chỉ là gần như có thể so mà thôi, Diệp Húc đã luyện thành thanh giao kiểu kích tới mức tận cùng, uy lực mạnh mẽ không kém gì vũ bảo bình thường, người thường còn sao mới bằng được. Diệp Húc trên mặt mang theo vẻ thương hại, giơ tay chỉ ra, lập tức vô số lôi quang từ phía sau thoát ra, trong chớp mắt đã bao phủ lấy Cửu Đầu Xà cùng vũ sĩ kia. Cùng lúc đó, một đầu giao long lôi điện chạy ở bên trong, phá nát Cửu Đầu Xà ra thành từng mảnh. Tên ma đạo vũ sĩ kia tu vi mới hạo nguyệt kỳ, còn kém cả phương thần, lập tức bị lôi điện bổ cho thân thể tê liệt. Ngay tức khắc, có hơn 100 đầu giao long liên tiếp cắt qua, hắn chỉ ngăn cản được hơn 20 cắt, rốt cuộc không chống đỡ được, bị Diệp Húc cắt thành hai nửa. Tặc tử ma đạo, chết chưa hết tội. Diệp Húc thu lại lôi quang, hiên ngang lẫm liệt mà nói. Hắn tiếp tục đi về phía linh mạch, hai nhóm vũ sĩ thấy thế đều dừng tay lại, chỉ thấy hắn đi tới trước Bạch Ngọc Đài, cười tủm tỉm nói: "Chư vị, tiểu đệ nghe thấy linh mạch này đang kêu gọi ta, việc này thuyết minh linh mạch này có duyên với phái Thanh Thành ta rồi." Một ma đạo vũ sĩ tức giận mà cười, nhai răng độc ác nói: "Làm sao lại nhảy ra một tiểu vũ sĩ chính đạo này vậy, hay ngại chết trận hay sao?" "Sư đệ phái Thanh Thành làm tốt lắm." Một vũ sĩ chính đạo ánh mắt sáng lên, vui vẻ mà nói: "Chúng ta liên kết giết chết ba thằng nhãi ma đạo này, rồi thảo luận linh mạch thuộc sở hữu của ai." Ba ma đạo vũ sĩ gầm lên, nhất thể hướng tới Diệp Húc đánh tới. Ba vũ sĩ chính đạo khác lập tức đón nhận, tiếp được ba người công kích, không làm cho bọn họ đi tìm Diệp Húc gây phiền toái. Trong đó một vũ sĩ chính đạo lo lắng Diệp Húc thu linh mạch đi mất, âm thầm buông tha một người. Tên vũ sĩ ma đạo kia lập tức hướng tới Diệp Húc mà giết tới. "Cùng chính đạo ta đối nghịch, chỉ có con đường chết mà thôi." Diệp Húc đứng ở bên cạnh Bạch Ngọc Đài, nhìn tên vũ sĩ ma đạo xông lên chỉnh sóc mà nói: "Người hiện giờ rút đi còn kịp, nếu không ở dưới lôi pháp của ta, người chết không có chỗ chôn." Tên vũ sĩ ma đạo kia sắc mặt dữ tợn, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái cờ nhỏ, đón gió run lên liền biến thành cao một trượng, mặt cờ bay múa. Hắn nhai răng cười ác độc: "Dưới ôn thần phiên của ta mà ta cực khổ chế tạo ra này, ai chết không có chỗ chôn, nhìn cái liền biết." Hắn lung lay cắn cờ, lập tức khí tức côn thần tràn ngập hướng tới Diệp Húc mà đánh. Loại khí tức côn thần này cực kỳ ác độc, tổn hại bản thân, tổn hao tinh thần, mất đi nguyên khí. Chỉ cần trúng một kích sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy, bệnh tật toàn thân, không còn sức lực, tay chân mệt mỏi, chân nguyên không thể vận chuyển, thần trí thì đần độn, mặc cho người ta xâu xé. Khí ôn thần còn chưa kịp tiếp cận, chỉ thấy Diệp Húc hai tay bắt lấy Bạch Ngọc Đài, đột nhiên mở miệng quát lớn, không ngờ cứng rắn nhất cả Bạch Ngọc Đài lên. Tòa Bạch Ngọc Đài này ước chừng có khuôn viên hơn 100 mét, lại phong ấn một điều linh mạch vô cùng nặng nề. Không ngờ Diệp Húc với sức mạnh to lớn như vậy lại có thể dễ dàng nhấc một tòa Bạch Ngọc Đài lên được. Những vũ sĩ khác ngay cả nghĩ cũng đừng mơ làm được như vậy, chỉ có thể dựa vào vu pháp làm Bạch Ngọc Đài di chuyển. Rầm rầm, Diệp Húc huy khởi Bạch Ngọc Đài rầm rầm đập xuống, giống như đập một con ruồi vậy, trực tiếp đập vũ sĩ ở trước mặt này. Rầm 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 rầm. Hắn nâng tay lên đập liên tục 3 cái, lập tức đánh cho vũ sĩ này thành một đống bùn nhão, chết không thể chết hơn được. "Tốt lắm, không hổ là cao đồ Thanh Thành phái." Ba vũ sĩ chính đạo còn lại nhìn thấy không kìm nổi lời khen ngợi. Diệp Húc tay nâng ngọc đài, nhanh chóng hướng tới bọn họ,
một thân hạo nhiên chính khí, huy khởi bạch ngọc đài, hướng bọn họ chụp tới quát: "Ma đạo vô sĩ, gặp người nào giết người đó." "Sư đệ, mau dừng tay, chúng ta cũng là người trong chính đạo mà." Ba gã chính đạo vô sĩ kinh hãi muốn chết, chỉ thấy bạch ngọc đài che chở lao xuống, ầm ầm mà lệnh xuống, không ngờ cũng bao gồm cả bọn họ và trong phạm vi công kích, vội vàng mở miệng kêu lên. Diệp Húc nhấc bạch ngọc đài lên, lại chụp xuống mở miệng quát lớn: "Các ngươi, cái đám tà ma ngoại đạo, nói mình là người tốt thì là người tốt hay sao? Các ngươi không thể gạt được kim tinh hỏa nhãn của ta đâu. Hôm nay ta chém đầu các ngươi." Năm vô sĩ bị hắn liên tiếp đập cho hai cái, đập tới máu chảy đầu rơi, đành phải vận khởi tu vi toàn thân mà chống cự. "Buông tha đi, các ngươi có thể chết trong tay phái Thanh Thành ta, hẳn là có thể tự hào được rồi." Diệp Phúc đánh thêm một kích, đem hai vô sĩ tu vi hơi yếu một chút thành bùn nhão. Hắn rầu rĩ nói: "Khốn kiếp, chúng ta đúng là người trong chính đạo mà." Vô sĩ còn sống đau khổ chống cự: "Tiểu tử phái Thanh Thành, nếu như lão tử mà còn sống đi ra ngoài, ta sẽ giết cả nhà ngươi." Diệp Húc bắt chiếc bộ điệu, chính khí lâm nhiên, cười lạnh mà nói: "Quả nhiên là tặc tử ma đạo, mở miệng là muốn giết cả phái Thanh Thành ta rồi. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, trước tiêu diệt các ngươi." Hắn nâng hai tay đập vô sĩ này thành trọng thương. Hai vô sĩ kia tu vi thâm hậu nhất bên trong đám người này, chỉ kém một chút là bước tới hỗn nguyên kỳ. Hai người này không ngờ hợp lực cứng rắn ngạnh kháng lại một kích của bạch ngọc đài, hốt hoảng chạy ra ngoài cốc trốn biệt. Diệp Phúc vung tay lên, bạch ngọc đài gào thét bay ra, đánh cho một vô sĩ tan xương nát thịt. Người còn lại những cơ hội này mà chạy trốn ra khỏi phiến thung lũng. "Tiểu ma đầu phái Thanh Thành, lão tử nhớ kỹ ngươi rồi. Từ nay về sau, Nhạn Sơn phái ta cùng phái Thanh Thành các ngươi không đội trời chung, gặp một giết một." Thanh âm của tên vô sĩ kia từ xa truyền tới. Diệp Phúc không có tiếp tục đuổi giết, mà thu lại tòa bạch ngọc lâu, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, không khỏi mặt mày hớn hở, lên tiếng nói: "Những tài liệu này đại diễn thần trung có thể nâng tới trọng thứ 7 được rồi. Tình đấu vi trần trận đồ cũng có thể mở rộng ra một cái chuồng nhỏ." Sau đó vài ngày, Diệp Phúc thu hoạch ít ỏi, vũ sĩ tiến vào phiến không gian kỳ dị này càng lúc càng nhiều. Đại bộ phận ngọc đài trong thung lũng đều bị người phá đi cấm chế, thu hồi linh mạch rồi. Phiến dãy núi tự nhiên xuất hiện này ở vị trí trung tâm Tây Hoang đại mạc, rộng lớn ngàn dặm. Hễ là vũ sĩ đi vào trong đại mạc lịch lãm, bất kể chính đạo hay ma đạo, trên cơ bản đều đuổi tới đây. Người nhiều thì cháo ít, vì cướp đoạt những linh mạch này mà nơi đây gần như biến thành một chiến trường. Nơi nơi đều có chém giết, có chính đạo cùng ma đạo chém giết, nhưng cũng có đồng đạo đánh nhau sống chết, tình huống cực kỳ thảm thiết. Diệp Húc cực khổ 4-5 ngày là vô sĩ chính đạo, cũng chỉ lấy được 6 điều linh mạch, ngược lại gặp được không biết bao nhiêu người cướp giết, thậm chí còn có cường giả đan đỉnh kỳ xuất hiện, suýt nữa thì thu hắn vào trong đan đỉnh luyện hóa. Nếu hắn không có một vài miếng thu hoa đan, chỉ e rằng không có cơ hội mà chạy trốn. 4-5 ngày nay, thu hoa đan của hắn đã sử dụng gần như hết rồi. Cường giả đan đỉnh kỳ tiến vào trong này cũng không ít, chỉ riêng Diệp Húc gặp được 3 người. Còn 2 cường giả chính đạo nữa từ xa nhìn thấy Diệp Húc, thấy hắn cả người chính khí nghiêm nghị, sử dụng lại là ngũ lôi chính pháp của phái Thanh Thành, nên cũng không tìm hắn gây phải phiền toái. Diệp Húc trong lòng có chút tiếc hận, nếu có thể liên kết với cường giả đan đỉnh kỳ cùng nhau giết chết vũ sĩ ma đạo mà nói, thực là một chuyện khoái trá cỡ nào đây. Đáng tiếc những cường giả đan đỉnh kỳ này đối với tiểu vũ sĩ dung nguyên kỳ như ta căn bản là chướng mắt. Chẳng lẽ bọn họ không biết ta đã cải tà quy chính rồi hay sao? Tuy rằng thu hoạch được linh mạch không nhiều lắm, nhưng tài liệu quý hắn thật ra lấy được không ít, đủ để có thể đưa đại diễn thần trung tăng lên trọng thứ 10. Chỉ cần Diệp Phúc tu luyện tới chân nguyên kỳ, hắn có thể tế luyện đại diễn thần trung lần nữa. Nhưng thật ra khẩu thần trung này có công có thủ, uy lực mạnh trên vũ bảo bình thường. Hiện nay ở trong này càng lúc càng nguy hiểm, là thời điểm phải tìm một nơi trốn rồi. Đưa tu vi của ta tăng lên chân nguyên kỳ đã. Diệp Phúc đang định rời khỏi phiến dãy núi này, đột nhiên cảm thấy hơn 10 cỗ khí tức khủng mạnh thẳng tới thung lũng mình đang đứng mà đi. Hắn trong lòng vừa động, vội vàng ẩn nấp xuống. Ồ, hóa ra là người quen. Diệp Phúc nhìn thấy 10 đạo ma khí rơi xuống bên trong thung lũng. Người cầm đầu thân hình cao lớn khôi ngô, mặc giáp trụ, cũng là người từng gặp mặt một lần, Hạ Hầu Thường. Những người khác là đám người Thanh Dương lão tổ. Hạ Hầu Thường quét mắt nhìn chung quanh một cái, khẽ nhíu mày, lắp bắp mà nói: Linh mạch nơi này cũng bị người thu rồi. Vài vị huynh đệ, không biết nhóm ta thu hoạch thế nào? Một vũ sĩ cười nói: Thu hoạch của ta không nhiều lắm, chỉ được 1 linh mạch thôi. Ta vận khí tốt hơn, thu được 2 điều. Lại có một vũ sĩ khác vui vẻ cười nói. Những người khác cũng khai ra thu hoạch bản thân, đại đa số mọi người đều được 1-2 điều linh mạch, cũng có người không được cái nào.
Thanh Dương lão tổ cười khinh khách nói: xem ra lão phu thu hoạch được nhiều nhất rồi. Lão phu giết một gã vũ sĩ hỗn nguyên kỳ chính đạo, không ngờ lấy được 4 điều linh mạch bên trong bảo tháp của hắn ta. Hạ hầu lão đệ, tu vi của ngươi cao nhất đạt được bao nhiêu vậy? Hạ hầu thường mồm miệng hàm hồ mà cười nói: ta chỉ được 5 điều linh mạch, tuy nhiên rất nhanh sẽ có 17 điều linh mạch à? Sao? 17 điều linh mạch ư? Mọi người nao nao, buồn bực, khó hiểu. Thanh Dương lão tổ ánh mắt sáng lên, cười nói: Hạ hầu lão đệ, hay là ngươi tìm được con đường phát tài nào sao? Cách đó không xa, Diệp Húc nghe thấy những lời của bọn họ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh thầm nghĩ: cộng tất cả linh mạch của các ngươi vào, chính là 17 điều linh mạch mà. Xem ra hạ hầu thường này cũng không phải là người đơn giản. Hạ hầu thường cười ha ha, thần thái phấn chấn, không còn vẻ tinh thần suy sụp, trung thực như trước nữa. Hắn mồm mép nhanh nhẹn, không còn bộ dạng ngượng nghịu, cười dài hay lắp bắp nữa. Con đường phát tài chính xác là có một, tuy nhiên còn cần chư vị đồng đạo thành toàn cho. Đại đỉnh trên đầu của hắn lập tức chuyển động, đem phạm vi trên 100 mét ép nhỏ lại, giống như một cái hắc động, truyền tới lực hút cực đoan khủng bố. Đan đỉnh của hắn tạo thành cái lồng ép xuống, đầu tiên thu Thanh Dương lão tổ vào trong đỉnh, nháy mắt đã luyện hóa thành cặn bã. Thanh Dương lão tổ chính là một đầu đại yêu, đã tu luyện tới hỗn nguyên kỳ, thực lực cực kỳ mạnh, so với hắn không kém bao nhiêu. Bởi vậy Hạ Hầu Thường mới đối phó với hắn trước. Hắn tâm niệm vừa động, chân nguyên trên đỉnh đầu lập tức lao ra một kiện vu bảo. Vu bảo này giống như một bình ngọc bình thường, miệng bình chúi xuống phía dưới, tam âm chân thủy vô cùng vô tận bay ra cọ rửa lên người một vu sĩ. Tên vu sĩ kia lập tức toàn thân tan rã, bên trong chân thủy chỉ còn lại một khối xương trắng. Cùng lúc đó, lại một kiện vu bảo khác lao ra từ trên chân nguyên đỉnh đầu của Hạ Hầu Thường, chính là một mặt thiết bài. Thiết bài hơi chấn động, viêm hỏa che trời phủ đất hiện ra, uy lực có thể không bằng viêm dương lôi hỏa, nhưng nhiệt độ cũng cực kỳ đáng sợ, luyện chết một cao thủ hỗn nguyên kỳ khác. Vu bảo của hắn dường như vô cùng vô tận, chớp mắt liền có 16 vu bảo từ trong chân nguyên phóng lên cao, bay múa đầy trời, tản mắt ra uy lực khủng bố, gần như chỉ trong 2-3 hô hấp liền giết sạch những vu sĩ ở đây. 17 điều linh mạch cũng coi như là một món của cải không nhỏ. Hạ Hầu Thường mặc sắt trụ, anh khí bừng bừng phấn chấn, phất tay thu hết của cải chất chứa trong ngọc lâu của đám người Thanh Dương lão tổ và trong ngọc lâu của chính mình, mỉm cười nói: "Chư vị huynh đài, các ngươi thu thập linh mạch giúp ta, tiểu đệ rất biết ơn, đành phải giúp các ngươi hết thảy quy thiên vậy." Hắn quét dọn sạch sẽ chiến trường, ngẩng đầu nhìn về nơi xa xa, lẩm bẩm nói: "Đám ngu ngốc này đều nghĩ nơi này là một vu hồn giới, lại không biết nó không có nửa điểm liên quan tới vu hồn giới, mà là một nơi bảo hồn giới. Không gian này chính là không gian trong cơ thể một kiện vu bảo bị tàn phá. Những linh mạch này đều là để duy trì trận pháp trung tâm bên trong vu bảo. Lúc này hơn 100 điều linh mạch đã bị người cướp đoạt sạch sẽ rồi. Mắt trận của vu bảo này sẽ rất nhanh hiển lộ ra thôi. Nếu có thể luyện hóa được vu bảo không trọn vẹn này thì..." Thần thái của hắn lại biến thành một bộ dạng thật thà chất phác trước kia, làm cho người ta cảm thấy hắn như một con dê béo ngây thơ, không thể đề phòng nổi. Hạ Hầu Thường nhìn nơi Diệp Húc ẩn nấp, lắp bắp mà nói: "Vị huynh đài này, ngươi tránh ở đây đấy cũng lâu rồi, không bằng đi ra đi, chúng ta cùng nhau kiếm mắt trận bảo hồn giới, cùng nhau phát tài nào." Ánh mắt của hắn lóe lên, đan đỉnh trên đỉnh đầu yên lặng vô tức chụp xuống nơi ẩn thân của Diệp Húc. Một tiếng ầm vang lên, hút tất cả núi đá vào trong đỉnh, luyện hóa thành tro tàn. "Ồ, trốn thật nhanh." Hạ Hầu Thường chẳng thèm để ý, bay thẳng lên cao tìm kiếm mắt trận của bảo hồn giới. "Những đệ tử của cổ lão thế gia thật sự không thể khinh thường được." Ở bên ngoài thung lũng, Diệp Húc lặng yên xuất hiện, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Hầu Thường bay tới trung tâm dãy núi, lòng còn sợ hãi mà nói: "Hạ Hầu Thường tu vi cao như vậy, thật không ngờ còn giả chưa ăn thịt chứ. Một bộ dạng phúc hậu vô lái, lại còn nói lắp nữa chứ. Trong lòng người kia thì sợ còn tà ác hơn bề ngoài của hắn rất nhiều lần." Hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn nguyên bản nghĩ Hạ Hầu Thường bản tính nhát gan, không có nửa điểm chú ý. Cho dù là đám người Thanh Dương lão tổ cũng coi thường hắn, không nghĩ ra những người này đều chết trong tay của hắn. Kỳ thực, lấy bản lĩnh của Hạ Hầu Thường, nếu như chính diện chống lại đám người Thanh Dương lão tổ cũng có thể thủ thắng, nhưng nếu một mẻ bắt gọn là không có khả năng, thậm chí sẽ bị thương. Lấy tu vi của Thanh Dương lão tổ đủ để có thể chống lại được Hạ Hầu Thường mười mấy hiệp, những người khác có thể nhân cơ hội mà chạy trốn. Không ngờ đám người Thanh Dương lão tổ cũng không chút để tâm với Hạ Hầu Thường, cho nên mới chết sạch trên tay của hắn, thậm chí còn không có vượt qua quá 3 giây. "Đây là một độc nhân, so với ta còn hung ác hơn rất nhiều." Diệp Húc đợi Hạ Hầu Thường đi xa, lúc này mới hiện thân, trong lòng như có sóng to gió lớn. Lời nói trước kia của Hạ Hầu Thường
Trước khi đi, hắn nghe hết thảy vào trong tai, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Nhìn khắp nơi đánh giá, chỉ thấy những dãy núi mênh mang, liên miên ngàn dặm, lẩm bẩm mà nói: "Nơi này không ngờ là không gian bên trong một kiện vu báo, có lầm không vậy? Làm sao lại có loại vu bảo khổng lồ tới như vậy đây?" Nếu Hạ Hầu Thường nói đúng, vậy thì sau khi triển khai cái vu bảo này, khẳng định có thể bao phủ lãnh thổ quốc gia ngàn dặm, vô cùng quảng đại, uy lực vô cùng. Hơn nữa, đây còn lại là một kiện vu bảo bị tàn phá, cũng không phải là bảo vật hoàn chỉnh. Hơn 100 điều linh mạch chỉ là duy trì trận pháp bên ngoài của nó, còn có mắt trận vẫn không bị phát hiện. Diệp Phúc trong lòng cảm thấy khủng bố. Vu bảo cấp chân giáo, trước mặt quái vật lớn này thật sự không tính là cái gì cả. Là ai luyện chế ra vu bảo khổng lồ như vậy đây? Vì sao lại ở để ở nơi này đây? Chẳng lẽ chủ nhân của vu bảo đã chết rồi hay sao? Nghe ý tứ của Hạ Hầu Thường thì chỉ cần tìm được mắt trận của vu bảo này, có thể thu được vu bảo này cho mình rồi sao? Ánh mắt của hắn lóe lên, nếu thật sự có thể thu hồi được quái vật lớn này biến thành của mình, sau này hắn còn e ngại Hạ gia Trung Châu đuổi giết hay sao? Hắn mới nghĩ tới đây thì dãy núi kịch liệt run rẩy, chỉ thấy trong dãy núi trung tâm truyền tới những tiếng nổ ầm ầm. Một tòa đại điện đồng thau từ trong đám núi dâng lên, lơ lửng trong không trung, ước chừng có 6-7 tòa. Những cung điện thật lớn này phát ra những tiếng chói tai, chậm rãi bay lên trên cao, có vẻ vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ những thanh đồng đại điện này chính là mắt trận như lời Hạ Hầu Thường nói sao? Nếu không, hay là nhanh chân tới thử vận may xem sao. Trong mắt Diệp Húc tinh quang chớp động, đột nhiên chỉ thấy một đám người phóng lên trên cao, tất cả đều hướng tới những thanh đồng đại điện mà bay đi. Những vô sĩ này tới tầm bảo, có chính đạo, có ma đạo, khí tức pha tạp, tu vi cũng không giống nhau, không ngờ còn có vài tên đan đỉnh kỳ cường giả ở trong đó nữa. Thêm vài cường giả đan đỉnh kỳ mà ta gặp nữa thì lúc nãy số lượng cường giả đan đỉnh kỳ đi vào trong bảo hồn giới này đã có hơn 8 người rồi. Vũng nước đục này không tốt tranh giành, tuyệt đối là không tốt mà, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị chết. Diệp Phúc thận trọng suy xét, chần chừ không quyết định. Trong những người này, Mộng Sở Vân, Vương Vũ, đám người này rõ ràng cũng ở trong đó, mà tên cao thủ đan đỉnh kỳ đuổi giết hắn ở trong nhóm này. Có những người này ở đây, hắn hành động càng thêm vô cùng hung hiểm. Diệp Phúc đột nhiên nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, chỉ thấy Chu Thế Văn cùng Phương Thần cũng đi theo sau một đám vô sĩ chạy tới thanh đồng đại điện. Huynh đệ, biết Diệp Lão Ma không? Chu Thế Văn đi thẳng tới trước mặt đám người Khai Dương Tông Triệu Trường Vũ, nho nhã lễ độ hỏi. Triệu Trường Vũ nghe vậy gật đầu nói: "Biết." "Hóa ra là đồng đảng của Diệp Lão Ma." Chu Thế Văn sắc mặt kịch biến, huy động Bách Độc Phiên trực tiếp giết tới quát: "Các vị đồng đạo, đồng loạt ra tay xử lý về cánh của Diệp Lão Ma." Trái tim huyết ma nguyên hồn phía sau lưng Phương Thần cũng hiện ra, xúc tu bay múa, hung hăng đâm vào cơ thể mấy tên đệ tử Khai Dương Tông, âm thanh lạnh lùng mà nói: "Về cánh của Diệp Lão Ma, thấy một người, giết một người." Hai cái tên khốn này, không ngờ dám mượn cả tên của ta mà lăn lộn như cá gặp nước như vậy. Diệp Phúc nhìn thoáng qua, lắc đầu, bật cười nói: Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 37 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.